Hello mọi người, hiện tại bây giờ thì Kevin đang đi đến Trump, Tổng thống Trump Rally. Thì hôm nay Kevin được mời, rất là vinh hạnh, vinh dự luôn, được mời đến dự cái rally của Tổng thống Trump, VIP luôn, và đến cận với Tổng thống Trump bắt tay chụp hình. Được Kevin được ông thị trưởng mời. Ok, cho mọi người xem cảnh lòng vòng nè, cảnh sát khủng luôn. Trông bay kìa, ghê không? Wow, cảnh sát nè, quá chừng luôn. Này Trump đó, khủng khiếp chưa? Đây mình sẽ vào đây. Wow, cảnh sát nè, có đặc nhiệm rồi, đủ loại hết nè, dữ dội không? Đây. Wow, xếp hàng kìa, quá chừng luôn. Khủng khiếp không? Wow, awesome. Đấy. Hey, how are you doing? How are you doing? How are you doing? I gotta come see you. Yeah, yeah. It's long line, huh? All the way down there. All right. Yes, I'll show you the email. Here we go. Okay, yeah, just show it to them. Okay, thank you very much. This is the line. Thank you very much. Okay, mọi người, thì cái line rất là dài nha, dài cỡ khoảng mấy mai luôn á. Nhưng mà tại vì Kevin là khách mời đặc biệt VIP, thì những người VIP khách mời thì sẽ đứng ở trên này nha. Đây. Thì nãy đây. Đây, thì cái line nó ngắn hơn nha. Đó. Còn cái line mà cái line người bình thường á là tuốt dưới kia luôn nè. Đó. Mình thì chỉ đứng là có những mấy người thôi. Đó, cái line chút xíu có mấy người thôi. Đó, thấy chưa? Thì bây giờ là sắp vào đến rồi, cái cửa cũng gần đây rồi. Cảnh sát là quá chừng cảnh sát luôn rồi, secret agent này đủ loại hết. Thì đáng lẽ là Kevin không có cái được đến dự đâu. Thì cái chỉ lấy được cái những cái vé bình thường thôi. Nhưng mà hôm qua thì Kevin có đi gặp ở nhà bạn của Kevin và gặp riêng ông thị trưởng, cụ thị trưởng thành phố New York, ông Giuliani. Thì ổng gọi điện thoại và ổng đánh cái thác xong gọi điện thoại ra đó, ổng liên lạc với cái team của ổng là phải đưa Kevin vào trong cái ghế ngồi VIP, ghế đặc biệt, và phải bắt tay được VIP có hai loại, một loại chỉ là ngồi thôi, còn một loại là mình đến cận với ông Trump, là ông Trump, Tổng thống Trump ra bắt tay mình được luôn nha. Ok, vào trong. Qua là cảnh sát rồi, phải qua là secret agent đủ loại hết nha. Đây. Ừ.
Rồi, Kevin chuẩn bị tắt máy nha, tại vì người ta phải coi kiểm tra. Ok, bây giờ Kevin đã qua security rồi, thì bây giờ Kevin có một cái band. Nó chia ra là nhiều cái màu nha, màu trắng với màu vàng, màu xanh. Thì màu xanh này á, khách hàng VIP, thấy không? Màu xanh là VIP đi vào, có nghĩa là màu xanh chia ra là chụp, có thể là mình đứng đến gặp Tổng thống Trump, bắt tay Tổng thống Trump, chụp hình với Tổng thống Trump đó. Ok, bây giờ cùng đi. Hiện tại bây giờ thì Kevin đang đi đến cái cổng mà VIP của màu xanh, đặc biệt dành cho màu xanh thôi nha. Thì đó, rất là vắng. Hello, how are you? Lou. Thank you. Hello, sir. Hello, how are you? Good. You ready for the looking show? Looking for a seat or any seat? Just sit on down. You'll meet some other gentlemen and they'll be happy to help you. Thank you. Thank you. Đây. Tuyệt vời. Event tonight by joining together with me in praying the Lord's Prayer. Let's go. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. You offer such mercy, redemption, and forgiveness, forgiving. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands. Thank you.
She told me I had sent somebody to get you. I can't believe you let this happen. There's no one to walk by. And when I walk by, it's like, who can talk to you? And it's like, who's your contact person? Like, Dr. Mo. Yeah. Where are you? Kellen, how do you spell your last name? Hiện tại thì bây giờ Kevin đã được escort đưa vào bên phía đằng sau sảnh để sắp sửa và gặp Tổng thống Trump. Rất là tuyệt vời luôn nha. Thì đây là đứng ở bên phía trong những người khách mời đặc biệt thôi mới được vào trong đây gặp Tổng thống Trump thôi nha. Kevin rất là may mắn và vinh dự được là trong một trong những số khách mời VIP thượng hạng nha. Do you have some sort of, do you do some kind of... Yes. Oh, yes. Can you do a little recording too. This is amazing. And I have a new friend. Yep, we're big Trump supporter. Kevin vừa vào trong chụp hình với Tổng thống Trump, nhưng mà tiếc một cái là tất cả các camera là đều phải bị tắt nha. Rất là khó luôn. Ok, rất là khó luôn. Chúng là rất là khó vào gặp luôn mà mới chụp hình xong. Đây, Tổng thống đang ở trong đó nha. Những người ở đây là những người khách mời mà gọi đặc biệt những người cấp bậc lớn không đó. Với phải nói thứ dữ không đó. Đây thì Tổng thống đang ở phòng trong, nếu mà mọi người để ý á. Can we go to the seats? I'm in direct. I'm in care. This is great. Thank you. Rồi, bây giờ xong rồi đi ra ngoài lên trên kia. Nói chung là vào gặp Tổng thống Trump là một việc là rất là khó luôn. Đây là gọi là cơ hội ngàn vàng của thank you. Đây là một cái cơ hội ngang vàng. Thank you. Bây giờ thì được dẫn lại xuống dưới đây. Một cái ghế ngồi dưới đặc biệt nha. Vừa về lại cái ghế ngồi của Kevin. Hiện tại bây giờ là xung quanh Kevin.
Lenny, you set every record they just told me in this arena. Now, I don't know how old it is, but it's not new. A lot of people outside, thank you very much, and I'm thrilled to be here. Really the home of a very special group of people, first in the nation. Thank you very much, President. Chewy backfired on him, I guess. Voter ID! Because I'm being indicted for you, and never forget, our enemies want to take away my freedom, because I will never let them take away your freedom. I will never let them. They want to silence me, because I will never let them silence you. And in the end, they're not after me, they're after you. I just happen to be standing in the way. I am in the way. I always. For a drink. Đi bây giờ xong rồi, bây giờ đi uống nước. Ok, trong khi thời gian đợi chờ Uber thì bạn Kevin với lại Kevin sẽ đi uống nước, đợi xe Uber đến rước. SWAT team. SWAT team. Oh, the police. I don't think this is the best time. You should just. I should just book an Uber and we all hop in and just went to go to Carpador and, you know, he can pick you guy up from there. Because there's no way you can get in. Yeah, no. Do you want to... Unless you sit there for maybe an hour before they clear everything up. Right. You go to Carpador. Yeah, how long you want to do can that? Can we fit all of us an Uber? Yeah. Just call an Uber. You want me to book an Uber? Yeah. Do that and I'll pay you. No, fine.